hiểu biết và báo cáo về các tội ác vì thù ghét. Thù ghét là một trong những hành vi xấu nhất và không thể chấp nhận được trong xã hội của chúng ta, và chúng ta phải cùng nhau chống lại hành vi này. Các nghiên cứu cho thấy tội ác vì thù ghét và sự việc thù ghét xảy ra hàng ngày, nhưng rất ít khi được báo cáo. Như vậy có nghĩa là nhiều người đang phải tự chịu đựng sự thù ghét. New South Wales Police Force Quyết tâm chống lại sự thù ghét và chúng tôi thực hiện điều này bằng cách nghiêm túc xem xét mọi báo cáo về sự thù ghét. Chúng tôi làm việc với cộng đồng để hỗ trợ các nạn nhân. Mục đích của chúng tôi là nâng cao nhận thức và sự tự tin của cộng đồng trong việc báo cáo. Khi báo cáo sự thù ghét mà quý vị chứng kiến hoặc trải qua, quý vị trở thành một phần trong phong trào to lớn nhằm loại bỏ sự thù ghét ra khỏi xã hội của chúng ta. Báo cáo của quý vị giúp vẽ ra một bức tranh rộng toàn cảnh về những gì đang xảy ra tại các vùng địa phương cũng như cho thấy các kiểu mẫu hành vi mà chúng ta có thể giải quyết bây giờ chúng ta hãy xem một vài ví dụ và tìm hiểu cách báo cáo những người này đang bị nhắm làm mục tiêu vì sự đa dạng giới tính và tình dục của họ khi lời nói thù ghét kết hợp với hành vi phạm tội, chẳng hạn như hành hung thể xác, thì đây là một tội ác vì thù ghét. Khi tội ác xảy ra, điều cần làm nhất là gọi 3 số 0 để được trợ giúp ngay. Tội ác vì thù ghét có thể xảy ra đối với bất cứ ai. Vì vậy, nếu thấy sự thù ghét, quý vị có thể gọi 3 số 0 trong trường hợp khẩn cấp hoặc tới thẳng một đồn cảnh sát để báo cáo khi báo cảnh sát quý vị có thể lựa chọn cho biết thông tin chi tiết về bản thân hoặc không việc cho biết thông tin liên lạc của quý vị sẽ giúp tăng các cách cảnh sát tiến hành điều tra bây giờ chúng ta hãy xem xét một sự việc thù ghét người phụ nữ này đang bị thù ghét trên mạng cô đang bị nhắm làm mục tiêu vì tôn giáo của mình nếu sự thù ghét trên mạng này gia tăng đến mức trở thành tội phạm cảnh sát có thể buộc tội nếu quý vị hoặc một người quen của quý vị đang bị thù ghét định kiến hoặc thành kiến trên mạng hãy giữ lại các bản sao về nội dung tin nhắn hoặc thông tin được đăng tải báo cáo một người trực tiếp trên nền tảng hoặc tới thẳng một đồn cảnh sát để báo cáo báo cáo việc sỉ nhục trên mạng với ủy viên e -safety. truy cập e safety .gov.au để biết thêm thông tin. Chúng ta hãy tìm hiểu xem mình phải làm gì nếu chứng kiến hành vi thù ghét. Người này vừa chứng kiến một vụ việc thù ghét. Người đàn ông này đã bị mắng chửi bằng lời nói vì là thổ dân. Quý vị có thể hỗ trợ nạn nhân bằng cách đồng hành với họ và tránh đối mặt với thủ phạm. Điều cần làm nhất là báo cáo sự việc. Nhân chứng này đang gọi cho đường dây ngăn chặn tội phạm Crime Stoppers theo số 1 333 000 để cho biết mình đang ở đâu và nhìn thấy những gì. Hãy nhớ rằng, nếu quý vị chứng kiến sự việc thù ghét, định kiến hoặc thành kiến, hỏi nạn nhân xem họ có sao không, tránh mặt thủ phạm tới thẳng một đồn cảnh sát để báo cáo, báo cáo trực tuyến tại crimestoppers.com.au hoặc gọi tới số 1800333000. Điều này hoàn toàn được bảo mật. Các vụ việc và tội ác vì thù ghét gây nhiều tác động xấu lâu dài đối với nạn nhân. Báo cáo là một trong những việc làm chủ động nhất quý vị có thể thực hiện sau khi chứng kiến hoặc bản thân là nạn nhân bị thù ghét. New South Wales Police Force xem xét cẩn thận mọi báo cáo quý vị có thể nhận được sự tôn trọng và thẳng thắn bằng cách nhìn nhận sự thù ghét chúng ta có thể cải thiện sự an toàn cho tất cả mọi người trong xã hội xin truy cập các nguồn này để biết thêm thông tin